huấn luyện viên Nye, Floyd Beckman tràn đầy sức sống với RP. Floyd Beckman, huấn luyện viên Nye và Training Club là nguồn cảm hứng thể thao cho phái đẹp. Cô là mẫu phụ nữ hiện đại, lý tưởng, sống và làm việc theo đam mê, trân trọng và nâng niu chính bản thân mình. Cô sinh ra ở Texas và lớn lên tại Mexico. Do công việc của cha thường xuyên thay đổi địa điểm nên Beckman đã học được cách thích nghi liên tục, chào đón những người bạn mới thường xuyên. Nhờ vậy, cô ấy dễ hòa đồng và rất thân thiện. Trên đường khám phá sự nghiệp của mình, Beckman đã theo học đại học ở Texas. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô hợp tác với Nye với tư cách một huấn luyện viên. Hiện tại, cô dạy các lớp Nye và Training Club ở Texas hay ở nước ngoài và đào tạo với các huấn luyện viên Nye khác. Flo bắt đầu tập thể dục từ năm 10 tuổi. Cô thường xuyên đi cùng mẹ và anh trai đến phòng tập thể dục. Niềm đam mê với thể thao ngày một lớn dần lên trong cô gái nhỏ. Từ khi học trung học, Flo Beckman đã rất chăm chỉ đến phòng tập thể dục sớm vào mỗi buổi sáng. Cô ấy yêu cảm giác được kiểm soát cơ thể của mình. Điều đó làm cho Beckman cảm thấy thật hạnh phúc. Khi vào đại học, Beckman muốn tác động đến những cô gái khác để họ luôn năng động và khỏe mạnh. Cô ấy nhanh chóng trở thành một huấn luyện viên thể dục và xe đạp. Flo Beckman chia sẻ, tôi có thể làm những gì tôi yêu thích, truyền đam mê tập thể dục, dạy phụ nữ rằng mạnh mẽ là xinh đẹp và tự tin vào làn da của chính mình. Cô ấy cảm thấy tuyệt vời khi được làm một huấn luyện viên hướng dẫn cho phụ nữ tập luyện để nâng cao sức khỏe, tăng cường sự tự tin và mạnh mẽ yêu đời hơn. Một buổi tập cân bằng bao gồm tất cả 6 động tác cốt lõi: lunge, kéo, xoay, hinge, đẩy và squat. Hãy chú ý ăn sạch hơn, thêm nhiều bài tập vào một tuần của bạn, uống nhiều nước hơn, ngủ đủ 8 tiếng. Tập luyện cường độ cao là cực kỳ hiệu quả. Thật khó, nhưng hãy cố gắng trong 20 hoặc 30 phút là xong. Bạn đừng ngại nhặt một quả tạ nặng hơn 10 pounds. Đó là một cách tuyệt vời để tăng dần sức mạnh của bạn. Trở thành một Master Trainer đã cho Flo Beckman sức mạnh để hướng dẫn phụ nữ trẻ về kỹ thuật phù hợp, tập luyện cường độ cao và phục hồi tốt nhất. Beckman rất tin tưởng khi lựa chọn sản phẩm RP True Fit. Sản phẩm mang lại 25g nguồn protein tự nhiên giàu dinh dưỡng để phát triển cơ bắp, tiện lợi, nhanh chóng, phù hợp cho một huấn luyện viên bận rộn như cô. True Fit chứa dinh dưỡng từ các nguồn protein tự nhiên, trái cây và rau quả, chất xơ, chất béo tốt và men vi sinh trong một liều protein rất tiện lợi. Sản phẩm không có chứa GMOs, gluten, đậu nành, thành phần nhân tạo hoặc chất bảo quản. Một bữa ăn tuyệt vời, nhanh gọn nhẹ, giàu dưỡng chất, nuôi cơ bắp, duy trì hoạt động dinh dưỡng của cơ thể trong cả ngày dài. Sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT phân phối độc quyền. Liên hệ tổng đài 1900 2050 để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng nhanh nhất. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp, Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng.